Là ngày 20 tháng 7 năm 2017, và đội Võ Đức Hiền rất cảm ơn các bác đã từ Vân Đình Ứng Hòa về để ký duyệt hai bộ trường kỷ. Được rồi, sẽ chỉnh trang lại bác ạ. Vâng, để trên tầng 5 này khô kiệt hết rồi, sẽ chỉnh trang cho bác. Đây trường kỷ gỗ lim, bây giờ bác sẽ ra ký vào hai chiếc trường kỷ gỗ gụ. Đây là bộ TK1. Vừa nãy bác bảo là cái đình gì bác nhỉ? Nồi. À, đình nồi, tức là ngày xưa là bán nồi ở đấy ạ. À? Thời Pháp là bán nồi đấy, cho nên gọi là đình nồi. Còn thôn là thôn Vân Đình. À, vẫn thuộc thôn Vân Đình. Vâng. Đây. Hai cái trường kỷ gụ là bác ký xuống gầm cho em. Được rồi, em chỉnh lại. Anh bảo cái này. Bác yên tâm, em biết rồi. Chỗ này nó vỡ cái này thì chúng đạo xong rồi. Có gì em kiểm tra lại hết mà. Nhỏ keo xong rồi. Cái này bác ký xuống gầm cho em. Cái này nó đang cũng hơi xuống màu đồng bộ với cái kia đánh trần đấy, là giống hệt anh ạ. À. Đấy, trông này là cái đánh trần là giống hệt cái kia. Alo. Bác ơi, còn đang xem phản biện. Đúng không, sắp xong rồi. Đấy, bác ký cái kia nữa ạ. Còn chiếc nữa đấy. Hai đứa anh em mua bán thì xong rồi, nhưng làm cho anh thật nhát nhu. Ôi, em phải đánh nhắn hết đây. Xong bắt đầu với sơn. Đây này, anh bỏ rồi. Được rồi, được rồi. Đang phục ra miếng này này. Ôi giời, còn gì em chỉnh lại hết. Được rồi, thì em ra em xem. Miếng này vỡ chứ luôn. Đây hình ảnh đang có tại tầng 5 của đồ gỗ Đức Hiền. Được, em sẽ ra em xem luôn.